Những hình ảnh vừa rồi chắc hẳn là khiến cho không ít khách hàng cảm thấy tò mò về những sản phẩm sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm nay đúng không nào? Đó chính là bộ đôi điều hòa ATKF và ATHF vừa mới trình làng của thương hiệu Daikin. Và để biết xem là bộ đôi điều hòa này có những điểm vượt trội nào thì ngay bây giờ hãy cùng Thúy Linh tìm hiểu xem mọi người nhé. Có thể nói ngay từ mặt thiết kế thì Daikin đã lấy lòng được không ít khách hàng khi có một thiết kế hoàn toàn khác biệt. Theo đó, bộ đôi điều hòa Daikin ATKF và ATHF được thiết kế theo phong cách sang trọng với điểm nhấn là hai đường viền màu được bò cong mềm mại, tạo cảm giác thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phải nói là Daikin là nhãn hàng cực kỳ cầu kỳ về mặt thiết kế khi ngay cả một chiếc remote nho nhỏ xinh xinh như thế này thôi cũng được thiết kế rất tỉ mỉ với hai tông màu chủ đạo là đen và trắng đem lại cảm giác mới lạ cho người dùng. Cả nhà có biết không, nhắc đến Daikin thì chúng ta sẽ phải nhắc ngay đến công nghệ làm sạch không khí độc quyền Streamer. Và với công nghệ này thì cả nhà hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì vi khuẩn và nấm mốc trong nhà của bạn sẽ được diệt sạch đến 99,9%. Công nghệ lọc khí Streamer với cơ chế giải phóng các electron tốc độ cao tạo ra các phần tử có tính phân hủy mạnh mẽ và tốc độ phân hủy oxy hóa của phóng điện Streamer nhanh hơn 1.000 lần so với phương pháp phóng điện plasma thông thường, giúp ức chế các chất gây mùi, tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn, virus, nấm mốc, phấn hoa, mạt bụi và bụi PM2.5 trong không gian, mang lại bầu không khí trong lành. Thường thì khi mua một chiếc điều hòa, các khách hàng thường sẽ chỉ quan tâm là chiếc điều hòa này có tiết kiệm hay không và khi hoạt động có ổn hay không. Thế nhưng đối với một sản phẩm tốt thì như vậy thôi là chưa đủ mà sẽ cần có thêm cả khả năng lọc khí nữa nha cả nhà. Chính vì hiểu được tầm quan trọng đó, thế nên là Daikin đã tích hợp thêm pin lọc NG Blue cộng với PM2.5 và bộ đôi sản phẩm là ATKF và ATHF để có thể tăng thêm khả năng lọc bụi và vi khuẩn. Với hai lớp pin lọc NG Blue cộng PM2.5 giúp loại bỏ bụi mịn PM2.5 và các yếu tố gây mùi hôi trong gia đình, chống vi khuẩn, virus, các chất gây dị ứng. Pin lọc NG Blue và PM2.5 như một lá chắn bảo vệ, không chỉ giúp giảm khả năng lây nhiễm virus xuống dưới 1/1000, mà còn giữ được các hạt bụi có kích thước siêu nhỏ trong không khí, cho không khí trong nhà thêm sạch sẽ. Đặc biệt hơn nữa là khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được tặng thêm một cặp pin lọc để có thể thay thế, quả là rất tiện lợi còn đúng không nào? Và để có thể phát huy được hiệu quả tối đa của tấm pin lọc NG Blue cộng với PM2.5 thì quý vị và các khách hàng của chúng ta hãy nhớ là thay thế 6 tháng một lần mọi người nhé. Việc thay thế pin lọc cũng vô cùng đơn giản, thậm chí là cả các chị em phụ nữ như chúng ta cũng có thể dễ dàng làm được. Bước 1, tắt máy, tháo pin lọc thô, pin lọc NG Blue và PM2.5. Bước 2, tháo pin lọc cần thay thế. Bước 3, thay mới pin lọc. Bước 4, hoàn tất. Bên cạnh đó thì ẩm mốc cũng là vấn đề mà rất nhiều khách hàng quan tâm có được không ạ? Bởi vì ẩm mốc ở bên trong giàn lạnh cũng chính là một trong số những nguyên nhân khiến cho sức khỏe của người dùng bị ảnh hưởng cũng như là khiến cho tuổi thọ của sản phẩm bị giảm đi. Thế nhưng đối với Daikin thì đây lại là một bài toán dễ. Với chức năng chống ẩm mốc kết hợp cùng công nghệ Streamer, theo đó khi máy tắt, ngưng chức năng làm lạnh hoặc khử ẩm, máy sẽ tự động hoạt động ở chế độ chỉ chạy quạt trong 1 giờ để làm khô bên trong giàn lạnh nhằm làm giảm sự phát sinh nấm mốc và các mùi khó chịu, đem lại luồng không khí mát mẻ và duy trì hiệu suất tuổi thọ của giàn lạnh. Nếu như đối với những chiếc điều hòa thông thường, mọi người sẽ cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì bị những luồng khí lạnh thổi thẳng vào người. Thế nhưng đối với Daikin thì không khí của chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí là đến mức tối đa bởi vì luồng gió khoan đa sẽ làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Luồng gió khoan đa trên máy điều hòa Daikin được tạo ra vận dụng từ hiện tượng khoa học khoan đa, khiến luồng gió độc đáo giúp thổi gió hướng lên trên, đi dọc theo trần, đưa gió đến các góc của phòng, mang lại không gian thoải mái, tránh gió thổi trực tiếp vào người dùng. Thêm một điểm cộng nữa của bộ đôi điều hòa Daikin này đó chính là được trang bị tính năng làm lạnh nhanh. Với tính năng này thì chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được nhiệt độ như đã cài đặt, có thể có một không gian mát mẻ và sảng khoái tức thì. Tính năng này thì sẽ vô cùng thích hợp đối với những ngày hè nắng nóng, khi mà chúng ta vừa mới di chuyển từ ngoài thời tiết nắng nóng về và muốn có một không gian mát lạnh ngay lập tức. Ngoài ra, tiếng ồn cũng là nỗi sợ của nhiều gia đình, nhưng với điều hòa ATKF với khả năng hoạt động êm ái chỉ khoảng 19 decibel, tương đương với tiếng lá rơi thôi. Vì thế có thể mang lại giấc ngủ êm ái cho cả gia đình. Điều này đã được rất nhiều khách hàng của MediaMart phản hồi tích cực, nên cả nhà có thể yên tâm để lựa chọn nhé. Bộ đôi điều hòa Daikin ATKF và ATHF còn có nhiều tiện ích khác như khả năng bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi, đặc biệt là trong tình hình cúp ngắt điện liên tục, chống thần làn xâm nhập, bảo vệ bo mạch giàn nóng, độ bền cao cũng là những tính năng ưu việt của hai dòng điều hòa này. Bên cạnh những tính năng chung thì bộ đôi điều hòa ATKF và ATHF cũng sẽ có những điểm nổi trội riêng biệt. MediaMart cũng chắc chắn rằng là rất nhiều khách hàng ở đây quan tâm đến vấn đề hóa đơn tiền điện có đúng không nào? Thế nhưng đối với chiếc điều hòa
Daikin Inverter 9200 BTU ATKF 25XVMV thì quý vị các khách hàng của chúng ta sẽ không cần phải quá lo lắng về vấn đề hóa đơn tiền điện vào mỗi ngày cuối tháng nữa đâu ạ. Bởi chiếc máy lạnh này đã vượt qua được bài thực nghiệm điện năng tiêu thụ Quadtest 3, được chứng nhận mang đến khả năng tiết kiệm điện vượt trội. Cụ thể, kết quả thực nghiệm cho thấy điện năng tiêu thụ liên tục trong 8 giờ của điều hòa không khí Daikin dòng Inverter ATKF 25XVMV là 0,816 kWh, tức là chỉ tương đương 2.000 đồng trong một đêm nếu giá điện trung bình là 2.500 kWh. Nếu như nhu cầu của các bạn là làm mát và bảo vệ sức khỏe thì ATKF là một chiếc điều hòa không nên bỏ qua một chút nào cả, bởi vì vừa có khả năng làm mát, vừa lọc không khí mà lại vừa tiết kiệm tối đa. Nếu như các bạn có điều kiện dư giả tài chính hơn một chút và lại đang sống ở một nơi có mùa đông giá lạnh thì rõ ràng ATHF sẽ là một sản phẩm thích hợp, bởi vì vừa có thể đem về cho chúng ta một không gian mát mẻ vào mùa hè nhưng lại rất ấm áp vào mùa đông. Chiếc điều hòa ATHF này còn có tính năng mắt thần thông minh đặc biệt đó cả nhà. Nếu như không có chuyển động nào trong vòng 20 phút thì máy sẽ tự động điều chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt 2 độ C và giảm 2 độ C nếu phát hiện có người quay lại, giúp người dùng có thể tiết kiệm thêm được khá tiền điện mỗi tháng. Đối với model ATKF thì chúng ta sẽ có 4 mức công suất để mọi người lựa chọn. Đó là 9.200 BTU, 12.300 BTU, 18.100 BTU và 20.500 BTU. Còn đối với model là ATHF thì mức công suất của chúng ta sẽ khiêm tốn hơn một chút với 2 mức. Đó là 9.200 BTU và 12.300 BTU. Với những model mà có nhiều mức công suất như thế này thì người dùng hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn dựa theo diện tích căn phòng mà các bạn sử dụng. Không biết là các quý vị khách hàng cảm thấy sao về bộ đôi điều hòa mới nhà Daikin là ATKF và ATHF này. Riêng theo đánh giá của Thùy Linh thì đây có thể sẽ là bộ đôi sản phẩm khuấy đảo thị trường năm nay, bởi vì vừa là những sản phẩm mới ra mắt, vừa có những công nghệ hiện đại đáng đồng tiền bát gạo, mà đặc biệt lại cực kỳ phù hợp dành cho những ai yêu thích cái đẹp bởi vì có thiết kế đẹp mắt. Nếu như quý vị khách hàng mà còn đang có thêm thắc mắc về sản phẩm thì có thể truy cập vào website mediamart.vn, thegioidienmay.com hoặc trực tiếp gọi vào số hotline là 1900 6788 để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.